Thưa quý vị, trong cơ thể sống của chúng ta thì luôn luôn xảy ra những cái chuyển hóa bình thường cũng như là những chuyển hóa bất thường, cùng với những cái sự vận động quá sức, hút thuốc lá, tiếp xúc với các nhân tố ô nhiễm môi trường, tiếp xúc với tia X, tiếp xúc với tia cực tím UV từ ánh nắng mặt trời, uống quá nhiều rượu bia, tác động của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt paracetamol, từ đó thì sản sinh ra rất nhiều các gốc tự do. Và chính các gốc tự do này là tác nhân sinh ra hàng loạt các căn bệnh của chúng ta như chứng xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, bệnh cao huyết áp và đột quỵ, bệnh tiểu đường, hư hỏng thị giác do đục tinh thể và thoái hóa điểm vàng, lão hóa sớm, những bệnh viêm mãn tính như viêm khớp, bệnh Alzheimer và các bệnh suy giảm trí nhớ khác, bệnh Parkinson, suy giảm miễn dịch, giảm khả năng sinh sản, dị tật bẩm sinh và bệnh ung thư. Và làm thế nào để có thể trung hòa được các gốc tự do trong cơ thể chúng ta? Thì việc duy nhất đó là chúng ta cần phải ăn nhiều trái cây mỗi ngày. Bởi vì trong trái cây thì có chứa rất nhiều các vitamin, các khoáng tố và đặc biệt đó là các hoạt chất sinh học có khả năng là chống oxy hóa rất cao. Khi ăn trái cây thì sẽ giúp đào thải những cái gốc tự do trong cơ thể chúng ta, từ đó thì giúp phòng tránh bệnh tật và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên thì chúng ta sử dụng loại trái cây nào, sử dụng trong thời điểm nào để phát huy được tối đa cái công dụng của chúng cũng như là an toàn cho sức khỏe chúng ta, thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu cái thời điểm nào để sử dụng trái cây là tốt nhất. Xin mời quý vị cùng tham khảo. Thứ nhất là chúng ta nên ăn trái cây vào buổi sáng. Ăn trái cây vào buổi sáng khi dạ dày trống rỗng cùng nước lọc được coi là cực tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân là hệ thống tiêu hóa của chúng ta dễ dàng hấp thu đầy đủ dưỡng chất từ trái cây, cho phép cơ thể hấp thu nguồn dinh dưỡng tối đa. Những loại trái cây nên ăn trước khi ăn sáng như dứa, dưa hấu, chuối, nho, quả mọng, lê, xoài, đu đủ và táo. Thứ hai là ăn trái cây giữa các bữa ăn. Đây cũng được xem là một thói quen tốt, bởi vì giữa bữa ăn là cái thời điểm mà hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt nhất, cùng với các enzyme khác nhau được tiết ra để giúp cho quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn. Các loại trái cây được ăn giữa các bữa ăn chính sẽ được tiêu hóa tốt hơn, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể hiệu quả hơn. Cùng với cơ thể của chúng ta thì sẽ được hấp thu chất xơ và chất đường đơn dồi dào hơn từ trái cây. Ăn trái cây giữa các bữa ăn như một bữa ăn nhẹ cũng có thể dẫn đến giảm cân, bởi vì nó có thể giúp chống lại những cơn đói, cơn thèm ăn. Nên ăn trái cây trước hoặc sau 30 phút giữa những bữa ăn để đạt hiệu quả tốt nhất. Các loại trái cây nên ăn giữa các bữa ăn bao gồm trái cây họ cam quýt, quả mọng, dưa hấu, dứa, lựu, táo và xoài. Và một cái thời điểm nữa chúng ta cũng nên sử dụng trái cây đó là trước và sau khi tập luyện. Một trong những khoảng thời gian tốt nhất để ăn trái cây đó là trước và sau khi tập luyện. Nếu bạn tiêu thụ trái cây trước khi tập luyện, nó sẽ cung cấp cho cơ thể bạn một năng lượng ngay lập tức để giúp bạn thực hiện bài tập vất vả. Điều tương tự cũng được áp dụng sau khi tập luyện, cơ thể bạn mất hết năng lượng và mệt mỏi sau khi tập luyện nặng. Trong thời gian này, các loại trái cây có nhiều chất xơ tự nhiên là tốt nhất như chuối, xoài, nho, cam quýt, trái cây, dứa, lựu và lê. Những trái cây ăn trước và sau khi tập luyện sẽ cung cấp cho cơ thể của bạn những chất điện giải và năng lượng cần thiết. Vậy, thời điểm nào thì chúng ta không nên ăn trái cây? Khoa học nhận định chúng ta không nên ăn trái cây ngay trước hoặc sau bữa ăn hoặc ngay trước khi đi ngủ. Bởi vì nếu ăn trái cây ngay trước và sau khi ăn thì trái cây sẽ không giúp cơ thể tiêu hóa đúng cách và do đó không thể hấp thu tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu. Nên có một khoảng cách thời gian nhất định khi bạn ăn trái cây là 1 giờ trước bữa ăn và 2 giờ sau bữa ăn. Còn nếu ăn trái cây trước khi đi ngủ thì sẽ làm cho lượng đường trong máu tăng lên, cùng với insulin thì sẽ làm cho gián đoạn giấc ngủ của bạn, cùng với năng lượng được dư thừa thì sẽ tích trữ dưới dạng mỡ, sẽ gây đến hiện tượng đó cái tình trạng là thừa cân béo phì. Đặc biệt thì đối với người tiểu đường, người thừa cân béo phì thì chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng trái cây trước khi đi ngủ. Thứ hai thì chúng ta không nên ăn trái cây trong bữa ăn, bởi vì có thể sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa. Nếu bạn ăn trái cây với các loại thực phẩm khác, trái cây sẽ ở lại lâu hơn bình thường và bắt đầu lên men trong cơ thể,
Điều này có thể gây khó tiêu cũng như các vấn đề tiêu hóa khác. Hậu quả của việc lựa chọn trái cây không đúng và ăn sai cách thì sẽ dẫn đến tắc ruột, thối ruột. Ăn trái cây sai cách là một trong số những nguyên nhân gây tắc ruột. Chẳng hạn, quả hồng giòn là loại quả nhiều chất xơ, vitamin, cung cấp năng lượng, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn trái hồng giòn không đúng cách thì sẽ gây tắc ruột. Nguyên nhân là trong quả hồng chứa chất tannin, nên khi ăn quả xanh hoặc độ chín chưa tới thường có vị chát. Tannin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Ăn quá nhiều, nhất là lúc đói, các chất tannin, pectin cộng với hàm lượng chất xơ cao trong hồng sẽ bị kết tụ dưới tác dụng của axit dạ dày, khiến đầy bụng, khó tiêu, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn, nôn mửa. Ăn nhiều sẽ vón lại tạo thành khối bã ở khu vực ruột non, dễ dẫn đến tắc ruột. Tất nhiên thì không phải việc này xảy ra ngay sau khi ăn, mà đòi hỏi quá trình ăn liên tục nhiều ngày, ăn khi bụng đói, ăn kèm với thức ăn có nhiều chất đạm sẽ làm đông vón chất đạm lại, gây khó tiêu, tắc ruột. Các chuyên gia khuyên chúng ta muốn nhận được lợi ích tối đa từ trái cây thì nên ăn những loại trái cây tươi, giàu chất xơ, với hình dạng quả tươi còn nguyên vẹn. Nên ăn trái cây theo mùa và thưởng thức nhiều loại khác nhau để thay đổi. Nếu bạn mắc bệnh thận, hãy chọn những loại trái cây ít kali như đu đủ, táo, lê, ổi. Những người bị hội chứng ruột kích thích nên tránh các loại trái cây có nhiều chất xơ như táo, cam và chuối. Và cuối cùng thì hãy ăn trái cây đúng thời điểm để tránh nguy cơ mắc các bệnh đường ruột không mong muốn. Vâng, thì thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết được cái thời điểm nào trong ngày thì chúng ta nên ăn trái cây và cái thời điểm nào trong ngày thì chúng ta không nên ăn trái cây. Và trái cây thì có rất nhiều loại. Thì trong cái chuyên mục này, dần dần tôi sẽ chia sẻ về cái công dụng của từng loại trái cây một. Hy vọng thì cái video này đã mang lại nhiều cái giá trị cho quý vị. Nếu như quý vị yêu mến video này thì cũng giúp tôi chia sẻ cho cộng đồng. Và nếu như quý vị quan tâm đến trái cây nói chung và các thực phẩm nói riêng thì cũng đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi những video lần sau. Xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui. Và tiếp theo thì mời quý vị chúng ta sẽ đi điểm danh 6 cái loại trái cây mà tuyệt đối không nên sử dụng vào buổi tối hoặc là trước khi đi ngủ. Quả sầu riêng không chỉ là loại quả bổ dưỡng mà còn được xem là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tuy nhiên thì chúng ta không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì sẽ gây nóng trong người, dễ sinh mụn nhọt. Trong quả sầu riêng thì cũng chứa khá nhiều cái lượng đường. Vì thế mà người bị bệnh cao huyết áp, người huyết áp thấp, người đường huyết cao, người bệnh tim mạch, loét đường ruột thì nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối vì sẽ dễ gặp biến chứng. Và một lưu ý là khi chúng ta sử dụng quả sầu riêng thì chúng ta cũng nên coi như đó là một cái khẩu phần ăn để từ đó mà chúng ta tính toán để cân đối cái năng lượng đưa vào trong cơ thể trong ngày, đặc biệt đó là với những người bệnh tiểu đường. Thứ hai là trái bơ. Trái bơ được xem là loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Trong trái bơ thì có chứa chất đạm, chất béo, chất bột đường, các khoáng chất và các vitamin. Đặc biệt là chất béo trong trái bơ thì vô cùng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Quả bơ thì có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, bảo vệ hệ thống tim mạch, huyết quản và gan, làm khỏe dạ dày, thanh lọc ruột. Đây là loại quả rất thích hợp để bồi bổ cho trẻ em và người già. Tuy nhiên mỗi ngày chỉ nên ăn một quả. Bên cạnh đó, bơ có hàm lượng mỡ thực vật rất cao, do đó không nên ăn nhiều vào buổi tối. Và thứ ba là quả xoài. Xoài cũng là loại quả có chứa khá nhiều chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, các vitamin và có khoáng tố. Đặc biệt trong quả xoài thì có chứa những cái chất chống oxy hóa rất cao như là zeaxanthin, thì sẽ giúp lọc bỏ các tia sáng xanh gây hại cho mắt. Bên cạnh đó một số chất dinh dưỡng như là beta carotene có trong xoài còn giúp ngăn ngừa bệnh suyễn, ung thư tuyến tiền liệt và kết trực tràng. Tuy nhiên thì ở trong quả xoài thì cũng có chứa khá nhiều cái hàm lượng chất đường. Trong 100g miếng xoài thì có tới 23g đường. Chính vì thế mà khi sử dụng xoài thì chúng ta không nên sử dụng vào buổi tối khi đi ngủ, đặc biệt là đối với người bệnh tiểu đường, để tránh cái hiện tượng đó là tích trữ, để tránh cái hiện tượng đó là đường huyết tăng cao và dư thừa năng lượng.
Thứ tư là măng cụt. Măng cụt được xem là loại quả rất giàu dinh dưỡng với các vitamin B1, vitamin C, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phosphor, sắt. Măng cụt còn có chứa hỗn hợp kháng thể xanthonin thiên nhiên có khả năng diệt khuẩn. Do vậy nên bổ sung măng cụt vào thực đơn ăn tráng miệng hoặc là ăn vặt vào ban ngày, nhưng tránh xa loại quả này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Hơn nữa thì chất xanthonin trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc. Bởi vậy chỉ nên ăn loại quả này vào ban ngày. Thứ năm là quả na. Na cũng là nguồn dinh dưỡng phong phú, nhất là vitamin C. Một quả na có thể cung cấp 1/5 nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần. Vì vậy nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả cho cơ thể. Ngoài ra na còn chứa nhiều chất xơ, chất bột đường, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Quả na rất có ích cho người ăn kiêng hoặc đang muốn giảm cân bởi nó không chứa chất béo bão hòa và cholesterol. Na rất ngọt, lượng đường cao nên cần chú ý cẩn trọng khi ăn vào buổi tối, đặc biệt là những người bệnh tiểu đường, những người có chế độ ăn kiêng. Và cuối cùng là thứ sáu, quả thanh long. Quả thanh long là loại quả đặc sản quen thuộc của người Việt và nổi tiếng là giàu chất dinh dưỡng. Hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào của loại quả này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Trong quả thanh long có nhiều các vi tố nguyên lượng như là vitamin C, vitamin B1, B2, B3, canxi, phosphor, sắt. Thanh long được xem là loại trái cây giảm béo hiệu quả và có tác dụng phòng chống táo bón. Tuy nhiên, thanh long là loại trái cây chứa nhiều đường, không nên ăn nhiều vào buổi tối. Những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, người bệnh tiểu đường, đặc biệt nên tránh xa loại quả này sau bữa tối.